Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái game là Stick War Legend Mobile về trên máy tính hay laptop để mọi người có thể là chơi nhé. Thì để có thể là tải được cái game là Stick War Legend ở trên máy tính thì chúng ta cần phải có một cái giả lập Android. Thì đây mình sẽ sử dụng cái giả lập là LD Player nhé. Thì link tải cái giả lập này mình sẽ để bên dưới mục mô tả cái video này. Mọi người kích vào link và nó sẽ ra cái trang chủ của LD này. Thì mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là tải LD Player này nhé thì sau khi tải xong ấy thì mọi người có thể là kích vào đây để cài luôn hoặc là mọi người sẽ thấy nó ở trong cái mục download nhé đây này bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cạt cài đặt nhé kích vào đây chọn Z cho mình nhé mọi người có thể chọn tùy chỉnh à mọi người có thể thay đổi cái đường link của nó nhá bây giờ thì mình sẽ chọn là cài đặt ngay nhé ở đây nó có các ở đây nó có cài thêm một cái phần mềm là mc mc gì đây thì đây chúng ta không muốn cài đặt thì chúng ta sẽ ấn là từ chối còn nếu mọi người muốn cài đặt thì mọi người ấn chấp nhận nhé ở đây thì mình không muốn cài đặt thì mình ấn là từ chối nhé tiếp đến ấy, họ sẽ cài hỏi mình là có muốn cài cái phần mềm à có muốn cài cái chỉnh duyệt là opera không ở đây thì mình không dùng thì mình cũng không cài nhé mình ấn từ chối nhé mọi người chờ nó tải và cài đặt về máy tính nhé. Sau khi cài xong mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là khởi động nhé. thì bây giờ để tải game ấy thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục là System app này, chọn cho mình cái mục là set play này. Mọi người sẽ đăng nhập tài khoản Google của mình vào nhé. Anh em nào mà chưa có tài khoản Google thì có thể tạo một cái tài khoản nhé. Anh em nào chưa biết tạo thì mình cũng có làm bằng video hướng tạo nhé. Link chắc mình để bên dưới nhé. Mọi người có thể xem nha. Bây giờ thì mọi người sẽ tìm cho mình cái game là Stick Cua. Cool. Đây Đây nhá cái bản này nhá Cái bản này 100 triệu người tải nhá Và mọi người sẽ chọn cài đặt nhá Sau khi tải xong ấy thì game nó sẽ ở Cái mục home này nhá đây này Thì đây chính là game nhá Thì mọi người có thể vào chơi nhá Thì cái game này mọi người sẽ sử dụng <laughs> Thì cái game này chúng ta sẽ dùng chuột chơi thôi Mọi người sẽ vào chơi như bình thường nhé Nó bảo là nâng cấp cái gì thì mọi người có thể nâng cấp hoặc không nhé Cứ nâng cấp điện được Chọn cập nhật này là xong Rồi tắt đi Mọi người ấn vào chơi như bình thường nhé Đó Chúng ta cứ dùng chuột để chơi thôi Mọi người muốn phóng to thì ấn F11 phóng to nhé Ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tải, cài đặt à, cái game là Stick War Legend ở trên máy tính để mọi người có thể chơi nhá. Mọi người xem video mà thấy hay thì cho mình xin nút like, nút đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.